chẳng bán tình duyên biết thẹn ai mùa trắng mà người đem đi bán người định bán bao nhiêu một ánh trăng vàng người ở trần gian hay ở chốn hằng tôi muốn hỏi người điên hay tình mà cất tiếng ra hoài bán một dần đã mấy đêm rồi ngồi đêm sau băng nghe sương khuya nhỏ giọt vào hồn tôi muốn hỏi người để mua đứt dần trăng nhưng chỉ sợ rằng trần gian vào trong bóng tối khi chuông khuya nức nở đau liên hồi
về đi kéo thương khuya xuống lạnh lạnh dần căng và lạnh thắm cháy gầy. Tên nàng ai muốn